Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin, Hội nghị Trung ương 8, kế hoạch nhân sự Đại hội 14, sự thất bại cay đắng của tổng trọng. Hội nghị Trung ương 8 bế mạc hết sức tẻ nhạt, phần nào cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua một hội kỳ hội nghị trung ương không xuôi trèo mát mái. Nội dung quan trọng nhất của hội nghị này là bàn về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Hội nghị Trung ương 8 cho thấy uy tín của Tổng Bí Thư đã giảm sút nghiêm trọng, chưa từng thấy, không chỉ là những thông tin ngoài luồng được chia sẻ trên mạng xã hội, mà kể cả truyền thông chính thống là Đài tiếng Nói Việt Nam. Giữa kỳ họp Trung ương vào ngày 5 tháng 10 đã tung ra một bài viết cỡ bom tấn để mà tấn công ông Tổng Bí Thư. Một câu chuyện rất lạ và hiếm có xưa này tại Việt Nam. Bài viết với tựa đề Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức đủ tài vào ban chấp hành trung ương khóa 12. Bài báo này phê phán ở nhiều nhiệm kỳ vừa qua nhiều cán bộ không đủ đức, đủ tài vẫn lọt vào ban chấp hành trung ương mà rõ ràng tổng bí thư chính là trưởng tiểu ban nhân sự của các khóa đại hội lần thứ 12 và 13. Phải chăng bài báo này ám chỉ ông trọng phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu bế mạc tại hội nghị trung ương lần thứ 8 tại Việt Nam. Có lẽ đó là lý do Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp thảo luận quy hoạch nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, điều vẫn được cho là thuộc sự độc quyền tuyệt đối của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ trước đại hội lần thứ 12 cho đến nay, thông cáo của ngày làm việc thứ 6, Hội nghị Trung ương 8 cho biết điều kể trên. Cộng với việc trước đó một ngày, Hội nghị Trung ương 8 đã bầu bổ sung 3 ủy viên chủ Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở khóa 13 trong đó có ông thiếu tướng Vũ Hồng Văn, cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ là em vợ của ông bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là dấu hiệu cho thấy vòi bạch thuộc của ông Tô Lâm đã luồn rất sâu vào bộ máy của Đảng, nơi vốn là độc quyền của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Toàn cảnh một kỳ họp của hội nghị Trung ương. Một vấn đề nhân sự duy nhất ông Trọng đưa ra thành công, đó là việc hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung trưởng ban đối ngoại lê hoài trung và ban bí thư trung ương còn các việc phức tạp nhạy cảm khác thì là một con số không vì sao nói như vậy lý do cụ thể thứ nhất là ông phạm minh chính vẫn trụ vững dù rằng người đàn em của ông chính thời ở quảng ninh là nguyễn vật đọc vừa bị chảm không thường tiếc thứ hai là kế hoạch bổ sung hai ghế ủy viên bộ chính trị bị chống của nguyễn xuân phúc và phạm bình minh bất thành Bộ Thủ tướng Trần Lưu Quang do Tổng Trọng đề nghị đưa vào Bộ Chính trị cũng thất bại. Thứ ba là việc định đẩy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an để cho đàn em thân tín là Phan Đình Trạc ngồi thay, theo tính toán của Tổng Bí Thư cũng không đạt được. Những điều vừa liệt kê cho thấy trong vấn đề về nhân sự, ông Trọng đã hết quyền uy. Đến lúc này không phải ông Trọng cứ muốn là được như trước đây. Theo giới quan sát, nghiên cứu diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đọc vào ngày 8 tháng 10 đã bộc lộ rất nhiều điều. Diễn văn này cho thấy kế hoạch nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước cho Đại hội 14 đã thất bại và phải dỡ bỏ dở để bàn tiếp trong các hội nghị Trung ương lần tới. Mà khi đó thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng già và yếu hơn. Trong diễn văn bế mạc ban đầu ông Tổng có nói quy hoạch xong ban chấp hành trung ương mới làm quy hoạch bộ chính trị, ban bí thư. Nhưng ngay trong một đoạn sau đó thì ông tổng bí thư lại nhấn mạnh rằng lấy quy hoạch nhân sự cho bộ chính trị, ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước để làm cơ sở cho công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành trung ương mới tại đại hội lần thứ 14. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng. Điều này khiến người ta không rõ công đoạn nào mới là khâu cơ sở của ông tổng bí thư cách lập luận cho là lúng túng như gà mắc tóc đã phản ánh quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa 14 một nội dung quan trọng của kỳ họp vẫn chưa hoàn tất sự dối dám này còn thể hiện ở chỗ sau hội nghị tổng bí thư trọng vẫn không thành công trong việc tái cơ cấu bộ tứ trọng mơ đó là nhân sự tứ trụ mà ông trọng muốn đưa ra có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ông trọng nếu ông ta hạ cánh về hưu không bị các thế lực kinh lịch trong đảng hồi tố tống vào tù. Đó chính là nỗi lo chung của những kẻ độc tài, mất hết nhân tính, coi đồng chí như kẻ thù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Hội nghị Trung ương 8, Kế hoạch nhân sự Đại hội 14, Sự thất bại, cay đắng của Tổng trọng. Đại án Việt Á chưa xét xử vì sao Tổng Bí Thư đã tìm mọi cách để giải cứu quan tham Đại án Việt Á là một trong những vụ tiêu cực liên quan đến lĩnh vực y tế lớn nhất từ trước đến nay, cả về quy mô, tính chất và mức độ phạm tội. Đã có hàng loạt quan chức cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam. Vào ngày 30 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong đại án Việt Á về các tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, phá cửa cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 ở huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc sai phạm của các bị can trong vụ án này đã gây thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó nhà nước thiệt hại hơn 402 tỷ đồng, đồng thời số tiền đưa hối lộ là 106 tỷ đồng. Điều này trái ngược với thông tin được đưa ra vào tháng 5 năm 2022. Lúc đó, Trung tướng Tuân Sô trong một cuộc họp báo chính phủ đã công bố số tiền lãi bất chính của công ty Việt Á lên đến hơn 4.000 tỷ đồng và số tiền dùng để biếu xén quan chức lên đến 800 tỷ đồng. Vậy số tiền hối lộ trinh đại gần 700 tỷ đồng đang nằm ở đâu? Khoản tiền đã hối lộ các quan chức xong không bị Bộ Công an truy tố trong vụ án này sẽ, sẽ xử lý ra sao hay sẽ bị biến mất bí ẩn? Ngoài ra, dư luận xã hội còn nghi ngờ các quan chức chính phủ bị truy tố trong đại án Việt Á có nhiều dấu hiệu đang được xem xét để giảm án với những lý do khác nhau như thanh khẩn khai báo nộp lại tiền tham nhũng để khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác hay gia đình có công với cách mạng, thậm chí chơi chẽn tới mức lấy lý do là lao động chính trong gia đình để mà giảm án. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là một trong sáu quan chức bị truy tố về tội nhận hối lộ. Ông Long bị cáo buộc đã chủ động gợi ý và nhận số tiền hối lộ với số tiền cực lớn lên tới 2,25 triệu đô la từ công ty Việt Á. Cáo buộc ghi nhận ông Nguyễn Thanh Long đã nộp lại toàn bộ số tiền 2,25 triệu đô la. Đồng thời cáo trạng còn ghi nhận thêm trong quá trình công tác Nguyễn Thanh Long được tặng thưởng huân chương và gia đình Nguyễn Thanh Long là gia đình có công với cách mạng. Không rõ cáo trạng ghi nhận những điều này để làm gì công luận đánh giá việc giảm nhẹ hình phạt đối với các cựu quan chức chính phủ trong vụ việt á sẽ không chỉ làm mất tính gian đe của pháp luật mà còn là biểu hiện của sự bao che mang tính hệ thống của đảng cộng sản việt nam đối với các quan chức tham nhũng kể cả việc trước đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có những chỉ đạo về việc phân loại các nhóm tội phạm trong vụ án việt á bao gồm cả nhóm được xếp vào hàng thơ yếu là nhóm không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi, do đó không bị truy tố, trách nhiệm hình sự. Các triều đại phong kiến trước đây có câu quân pháp bất vị thần, ý nói pháp luật của vua không thiên vị cho bất kỳ ai. Vậy mà theo đại diện của ban nội chính trung ương giải thích, việc xem xét các yếu tố giảm nhẹ là chủ trương nhân văn, nhân ái nhưng cũng hết sức nghiêm khắc của đảng. Điều đó cho thấy rất rõ, pháp luật ở Việt Nam không được thượng tôn, việc thi hành pháp luật là tùy tiện và theo cảm tính, cựu bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thành Lòng, trong đại dịch Covid-19 với sự vô trách nhiệm cộng với sự tham lam ích kỷ của tuyệt đại đa số các lãnh đạo Đảng trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương tới địa phương là nguyên nhân dẫn đến cái chết oan ức của hơn 40.000 nạn nhân là các công dân của Việt Nam từ Bắc đến Nam. Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm hoàn toàn tham nhũng là cách gọi của từ nhân văn chứ nói đúng ra đó là hành động ăn cắp ăn cướp của lữ lưu manh bộ máy nhà nước không nên thu nạp bọn người bất lương này thiếu năng lực còn có thể châm trước chứ thiếu tư cách đạo đức mà được giao nắm giữ trọng trách thì chỉ là kẻ phá hoại mà thôi với loại người lãnh đạo ăn cắp của dân không chừa một thứ gì họ sẽ phá nát đất nước này vậy thử hỏi ông tổng bí thư tìm mọi cách để giải cứu cho bọn quan tham này thoát đội như vậy để làm gì hay Tổng Bí Thư có dính líu gì với họ thì mới xử sự vận nhân văn như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đại án Việt Á chưa xét xử vì sao Tổng Bí Thư tìm mọi cách để giải cứu quan thảm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thể báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề.